làm về dịch vụ nó hơi đặc thù. Các anh chị đã thấy là 1.000 đơn thì chỉ có bán hàng tiêu dùng thôi, hàng dịch vụ mà 1.000 đơn thì kinh hoàng lắm nhỉ, các tiền không thể xiết. Vì làm dịch vụ mà người ta thường hỏi là anh có tư vấn không, anh có quảng cáo không, anh có làm đào tạo không. Đấy, thì một gói tư vấn có thể là từ vài triệu đến vài chục triệu, thậm chí là đến cả trăm triệu. Nhưng nhìn chung là tôi nghĩ là không thể nào nói được. Với một cái cách này, ngày nào có 10 khách hàng hỏi như vậy thì quá là tốt, mình làm không hết việc. Nhưng mà để mà số lượng đơn hàng nó nhiều và bán hàng nghìn đơn mỗi ngày, trong cái lời quảng cáo của tôi, trong phần viết về quảng cáo, tôi có nói về việc là bán 1.000 đơn mỗi ngày hay là bán hàng trăm đơn mỗi ngày. Các bạn không tin đúng không ạ? Thì bây giờ tôi sẽ chia sẻ cái kinh nghiệm. Nội dung thứ hai này là tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm bán hàng trăm đơn mỗi ngày. Hàng trăm đơn là bao nhiêu? Có thể 100, 200, 300, 500, thậm chí 1.000 đơn mỗi ngày là có. Tất nhiên đấy là lý thuyết mô hình. Thế nào gọi là lý thuyết mô hình? Tức là mình phải làm theo mô hình như vậy thì về mặt lý thuyết nó sẽ đạt được. Còn mình trực tiếp mình làm có thể không đạt được, bởi vì mình đã không đủ các yếu tố của một mô hình. Đúng không? Cái chị mà tôi vừa nói, chị bán 300 cái máy một ngày là có thật, mà chị chỉ có một mình chị và 5 nhân viên thôi. Nhân viên chủ yếu là trả lời comment, chốt đơn qua điện thoại, và chị với chồng chị là chạy quảng cáo. Đấy, thế là đặt hàng sản xuất. Sau đó có hai nhân viên là xuất kho, dán bao bì tem mác để làm gì? Giao cho đơn vị ship. Ship nó sẽ đến tận nhà nó lấy và đi giao. Ngày 300-400 đơn hàng là có thật, không hề khó. Vậy thì để làm được cái nội dung mà tôi nói là trăm đơn mỗi ngày này, thì thứ nhất, điều quan trọng nhất phải là sản phẩm. Thì như tôi nói là sản phẩm nó phải là sản phẩm tiêu dùng nhanh. Bạn không thể nào mà bán một ngày 1.000 cái xe tải được, bạn không thể nào bán một ngày 1.000 cái ô tô được, nhưng bạn có thể bán 1.000 cái máy, đồng ý không ạ? Bạn có thể bán 1.000 suất ăn, bạn có thể bán 1.000 khóa học, bởi vì khóa học tôi đã làm dưới dạng video, nó là dạng công nghiệp rồi, nó là dạng là đóng gói rồi. Chứ còn nếu mà đào tạo như này, tôi làm 1.000 khóa học một tháng thì chắc là tôi rụng phổi, đúng không? Sáng trưa chiều tối đêm, ngày đăng ca thì một tháng cũng chỉ có 150k, không ngủ. Thế nhưng mà đóng video mà bán thì 1.000 cháu học bình thường, đúng không ạ? Và đấy là mình phải có sản phẩm nha. Suy nghĩ về việc bán hàng trên mạng là phải lựa chọn sản phẩm tốt. Đấy, lựa chọn sản phẩm tốt. Có những người thì cũng làm mỹ phẩm, có những người làm đồ ăn thức uống, có những người làm cái này cái khác, cái gì cũng được, nhưng đầu tiên phải nói đến sản phẩm phải tốt. Sản phẩm không tốt không bán. Tại vì tôi quan điểm đời chúng ta cũng là đi bán hàng, thì đừng có bán cái gì mà sản phẩm không tốt. Đời làm sale đừng có bán cái gì không tốt. Sau đó lúc tôi nhìn đến mạng thằng Phan Anh, thằng này chuyên bán đồ đều, chuyên bán đồ không có tác dụng, thì tự dưng mình không còn làm ăn được nữa, đúng không? Cứ cộng tác, cứ làm việc với những đơn vị có sản phẩm tốt. Vậy đánh giá một sản phẩm tốt là như thế nào? Mọi người cứ nói là sản phẩm tốt, thế nhưng mà phải đánh giá một sản phẩm tốt là như thế nào, đúng không ạ? Thứ nhất là mình xem cái công dụng của sản phẩm đấy và mình trải nghiệm nó có đúng hay không, đúng không ạ? Nó nói là tăng cân thì uống vào nó phải tăng, nó nói là giảm uống vào nó phải giảm, nó nói là trị mụn thì bôi nó phải hết mụn hoặc là giảm mụn, đúng không ạ? Thứ hai là mình phải đảm bảo các cái giấy tờ thủ tục pháp lý nha. Không bán, chưa bán nếu như không có cái điều đấy. Tại vì tôi biết thực sự có quá nhiều người khác tiền ở ngoài kia, họ sẵn sàng bán những sản phẩm như vậy, chưa hề đủ giấy tờ, chưa hề có chứng nhận, chưa hề có sự an toàn, đúng không ạ? Và rồi các bạn thấy, kể cả những mỹ phẩm trên mạng bây giờ, mỹ phẩm của Trung Quốc đóng giả Ohui, rồi đóng giả
F hay đóng dạng SK2 những dạng cao cấp vì lợi nhuận rồi từ kem trộn. Các bạn không hề biết đâu ạ, kem trộn là một sản phẩm mà bôi vào một thời gian da rất trắng rất mịn và chỉ được lúc đấy thôi. Nhưng mà sau này thì các bạn biết rằng cái giá phải trả nó cực kỳ lớn, không thể biết rằng là đến khi nào các bạn có thể bị ung thư da hay bị các bệnh về da, mà khi mà bị các bệnh về da nó cực kỳ khó chữa. Da rất ít khi bị bệnh, thường là các bạn chỉ bị mụn ngứa, nhưng một khi đã bị thì vô cùng khó chữa, vô cùng khó chữa. Một bệnh ở trên da rất nhiều bệnh gọi là bệnh người ta gọi là bệnh nan y không chữa nổi. Đơn giản nhất như là vẩy nến á sừng các bạn đã thấy là khó chữa rồi nhé. Còn có những cái bệnh lupus ban đỏ hay là những bệnh khác các bạn không bao giờ biết được, ở bên nó biểu hiện ở ngoài da và sau đó dẫn tới suy nội tạng, đúng không bác sĩ Hoa? Rất nhiều bệnh về da cực kỳ khó chữa, nhưng rất nhiều người tiêu dùng không biết, cứ thích trắng mịn đẹp cái đã. Và thứ hai, rất nhiều người bán cũng không biết, cứ thấy bán khách nó trắng trẻo rồi nó giảm tiền và lãi cao là bán. Nhưng không mấy ai biết rằng là mình cần phải bán sản phẩm tốt cả. Thế kỳ dị. Và đất nước này nó lại hoạt động theo cách như vậy với một số lượng rất lớn những người như thế. Tất nhiên không phải là tất cả, nhưng mà rất nhiều, rất nhiều. Có những hãng son đánh son vào phù hết mỏ. Thật luôn. Bôi kem dưỡng da chắc mặt chuyện bình thường. Mình phải bán sản phẩm tốt, đấy là một nguyên tắc. Các bạn đừng có đi chùa thắp hương cấn vái làm gì nữa khi mà mình đang bán những sản phẩm chất lượng. Tôi nói thật, đấy là quan điểm cá nhân của tôi. Còn như thế nào là tốt thì đấy là những tiêu chí tôi đưa cho các bạn. Bây giờ thầy Phan định rủ làm với thầy là làm cái hãng A, hãng B này đúng không? Đem đúng cái tiêu chí đấy ra hỏi. Sản phẩm của thầy đã có giấy tờ chưa? Đâu thì ông xem, giấy tờ này có thật hay không? Hay là giấy tờ của thầy đi mua? Đúng không ạ? Đặt câu hỏi. Rồi cứ hàng mẫu để em xem, có tốt hay không? Em dùng thử. Bạn em dùng thử. Ok rồi, mới làm. Sau đó bắt đầu hỏi đến quyền lợi, đúng không ạ? Nếu em làm thì sao, nếu em không làm thì sao? Quan điểm của tôi là như này, làm cũng được, không làm cũng được, nhưng làm thì hỏi thật kỹ và quyết định một cái thì làm thật nhanh, còn không làm thì thôi. Chứ đừng có kiểu cứ dền dứ ngày này qua tháng khác, bởi vì cơ hội nó trôi qua rất nhanh. Ngày xưa tôi còn thời thanh niên, tôi cũng biết các bạn có nghi giống tôi không? Ngày xưa tôi thấy mà sao mình lâu trưởng thành thế? Mình mong muốn mình trở thành người lớn. Nhưng bây giờ tôi mới biết các anh chị ạ, chớp mắt một cái hơn một tuần. Không biết các anh chị có giống tôi không? Tôi tin là rất nhiều người giống tôi. Bận đến lúc chớp mắt một cái đã thấy hơn một tuần. Có đúng không ạ? Tuổi trẻ của mình nó đang trôi qua rất là nhanh. Mới ngày nào bây giờ đứng đây thưa anh chị là 34 tuổi rồi. Già thì chưa già nhưng mà chắc là không còn trẻ nữa. So với bọn 20 thì bây giờ nó gọi là chú. Mà đứa nào đi học ở trường mà gọi là chú là giết chết luôn. Mà không có họ hàng sao lại gọi chú và anh được rồi. Thế bây giờ năm nay các anh chị đã sinh viên tôi đón vào năm nay nó bao nhiêu? 2000. Các cháu 2000 nó gọi chú đấy. Mà không, anh trẻ năm nay sao lại gọi chú? Thời gian trôi qua rất nhanh nên là tôi đề nghị là làm gì làm khẩn trương, đúng không ạ? Chưa yêu yêu khẩn trương nhá. Chưa chồng lấy khẩn trương, kiểu như thế. Trôi qua rất nhanh. Rồi tiếp tục bán nghìn đơn đúng không? Thứ hai nữa là gì ạ? Phải bán hàng đa kênh, bởi vì mỗi một kênh nó sẽ cho mình một số đơn. Đấy là công thức. Đừng nên tập trung vào một đợt một công cụ. Tất nhiên công cụ làm tốt nhất mình xếp thứ hạng 1, 2, 3, 4 thì mình sẽ làm gì? Dành nhiều thời gian vào đấy, dành nhiều công sức vào đấy, đúng không ạ? Vâng.
Và nhớ rằng không phải cái gì mình cũng online được nhé. Bởi vì đôi khi offline lại rất hiệu quả.